Xin chào các bạn nhé. Ở cái video này sẽ chia sẻ với các bạn một cái điều khá là thú vị ở trên cái máy chiếu Sonic. Đây có thể nói đó là một cái lợi bất cập hại vì một cái tính năng tưởng chừng như là nó hay ho và nó lợi ích, nhưng đôi khi nó lại gây ra những cái phiền toái cho chúng ta nếu mà chúng ta không biết cách sử dụng và ứng dụng nó vào trong thực tế. Tính năng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là tính năng Quick Power Off, tức là tính tắt máy nhanh không cần chờ. Thì các cái nhà sản xuất máy chiếu ViewSonic họ có thiết kế một cái tính năng đó là tắt ngay. Tức là khi các bạn tắt máy á, thì các bạn không cần phải chờ. Các bạn không cần phải chờ thì máy nó sẽ tắt ngay á. Đây là một cái tính năng mà giúp cho những người chúng ta bận rộn hoặc là chúng ta không muốn chờ đợi. Khi mà chúng ta sử dụng xong máy chiếu, chúng ta muốn tắt và chúng ta cất ngay hoặc là bỏ túi mang đi ngay. Tuy nhiên thì tính năng này, cái mặt trái của nó là nó sẽ làm cho cái bóng đèn của chúng ta rất là nhanh hư. Rất là nhanh hư các bạn ạ. Vì khi mà cái máy chiếu của chúng ta nó tắt, quá trình tắt đó là cái bóng đèn nó chưa nguội hoàn toàn, nó cần phải giải nhiệt cho mát cho bóng đèn. Thì khi đó cái việc tắt máy nó mới hoàn thành, thì cái bóng đèn nó sẽ có độ bền tốt hơn, tuổi thọ nó sẽ được kéo dài hơn. Tính năng Quick Power Off này các bạn có thể kiểm tra trên cái máy ViewSonic. Hầu hết các dòng máy mới hiện nay nó đều có tính năng này, nó nằm ở cái mục Power Management này các bạn. Các bạn sẽ thấy cái mục này mặc định của nó, khi chúng ta mua máy mới và chúng ta lắp đặt sử dụng á, thì nó sẽ bật. Tức là chúng ta tắt máy á, thì nó sẽ tắt ngay lập tức mà chúng ta không phải chờ 2-3 phút nữa. Chính với cái tính năng này làm cho cái bóng đèn của chúng ta nó nhanh xuống và nhanh hư các bạn. Cho nên là tôi đề nghị với các bạn là chúng ta trong cái menu này các bạn off cái mục này hoặc là disable mục này đi. Chúng ta chỉ cần chờ đợi tầm cỡ khoảng hơn 1 phút thôi là máy nó đã tắt rồi. Nó sẽ làm cho cái bóng đèn của chúng ta nó được giải nhiệt hoàn toàn và kéo dài cái tuổi thọ của bóng đèn thôi nha các bạn. Còn nếu các bạn muốn nhanh chóng thay bóng mới thì các bạn cứ để mặc định là enable thôi. Đấy. Và các bạn lưu ý là khi các bạn mua máy mới về thì mặc định tính năng này nó đã kích hoạt sẵn nha. Đó, nếu các bạn muốn cái bóng đèn bền đẹp, máy ít lỗi thì các bạn off nó đi. Disable nó đi. Còn nếu mà các bạn muốn bóng đèn nhanh hư thì các bạn để enable. Đó. Có những cái bạn thì họ cũng không quan tâm nhiều đến cái tuổi thọ đâu. Họ muốn là sau khi sử dụng xong thì tắt luôn và mang đi. Đó là nhiều trường hợp là cái máy không phải là sở hữu của họ. Họ không cần quan tâm. Ví dụ là cái máy sử dụng chung, sử dụng cho nhiều người, thì họ sử dụng xong họ tắt, họ lấy đi luôn, không phải chờ nữa. Thì họ cứ để là enable hoặc là on nó lên. Đây. Các bạn đừng nhầm lẫn cái tính năng Quick Power Off và tính năng Smart Retard nha. Nó nằm gần nhau, gần nhau. Dòng này nó sẽ nằm phía bên dưới nha các bạn. Video này tôi chia sẻ với các bạn tính năng tắt nhanh trên máy chiếu ViewSonic và hy vọng đã cung cấp cho các bạn ít nhiều một cái thủ thuật liên quan đến máy chiếu ViewSonic. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.